Thiết kế nội thất kiểu hiện đại là một trong những kiểu nội thất được yêu thích nhất năm 2021. Thiết kế nội thất nhà ở đảm bảo công năng sử dụng mà vẫn giữ được tính thẩm mỹ, sang trọng được rất nhiều gia chủ quan tâm. Từ những nhu cầu của khách hàng, đội ngũ kiến trúc sư sẽ đưa ra những mẫu thiết kế, ý tưởng, kiểu dáng và lên phương án trước giúp gia chủ dễ hình dung, lựa chọn phong cách trang trí, thiết kế cho không gian nội thất của căn nhà. Dưới đây Kisato xin chia sẻ về mẫu thiết kế nội thất phòng khách. Phòng bếp ăn đẹp năm 2021 thiết kế cho nhà anh Phạm Hồng Thái ở Cầm Giang Hải Dương. Mời các bạn cùng tham khảo nhé. Phòng khách không chỉ là nơi để gia đình bạn sung vầy, giải trí, tiếp khách mà còn là điểm nhấn của ngôi nhà thể hiện phong cách, cá tính của mỗi gia chủ, là nơi để lại những ấn tượng đầu tiên cho những vị khách khi đến ngôi nhà bạn. Thiết kế nội thất phòng khách đẹp, hiện đại cùng với việc lựa chọn đồ nội thất phòng khách như bàn, ghế, tủ, tranh ảnh, kệ trang trí phòng khách với phong cách hiện đại vừa đơn giản, bớt dườm ra mà vẫn thể hiện được sự tinh tế, sang trọng và vẻ đẹp lôi cuốn của căn phòng. Phòng khách đẹp và sang trọng, không quá cầu kỳ được sử dụng bộ bàn ghế sofa kết hợp với gỗ đơn giản tinh tế mà có vẻ đẹp ấn tượng tạo điểm nhấn cho căn phòng. Thêm các lọ hoa để bàn, cây cảnh cùng tranh nghệ thuật 3D như tạo thêm nét sinh động tinh tế cho không gian phòng khách. Toàn bộ trần nhà được làm bằng trần thạch cao thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp. Hệ thống đèn chiếu sáng kết hợp quạt trần tạo điểm nhấn cuốn hút cho phần trần nhà phòng khách được thiết kế sang trọng với không gian thoáng đãng tạo cảm giác thích thú và thoải mái. Ngoài ra, sự kết hợp màu sắc của mẫu thiết kế trên rất hài hòa, trang nhã làm nổi bật được không gian của phòng khách. Sự bài trí của gạch nền nhà sáng màu giúp căn phòng trở nên sáng hơn, phù hợp với nội thất, tương phản được ánh sáng tự nhiên. Tông màu chủ đạo của mẫu nội thất phòng khách hiện đại đẹp này là màu trắng kết hợp với màu nâu gỗ và màu trắng xám của bộ sofa. Đây là những gam màu mang đến sự sang trọng, mới mẻ và đầy cá tính cho không gian của phòng khách. Thêm nữa là sự góp mặt của nền nhà lát gạch màu vàng đá mang đến sự hoàng gia, quý phái cho mẫu nội thất đẹp của gia đình anh Thái. Mẫu nội thất phòng bếp và ăn, phòng bếp là một trong những không gian có thể nói là rất quan trọng và không thể thiếu trong mỗi gia đình, bởi đây là nơi tiếp năng lượng, xung vầy của các thành viên trong mỗi bữa cơm hàng ngày. Sau một ngày lao động và học tập đầy căng thẳng và mệt mỏi, việc thiết kế phòng bếp sao cho hiện đại, tiện nghi, thuận tiện trong quá trình sử dụng cũng được anh Thái rất quan tâm và gửi gắm. Việc sáng tạo, lên ý tưởng thiết kế ra một sản phẩm nội thất phòng bếp đẹp, phù hợp và đảm bảo yêu cầu của gia chủ đòi hỏi các kiến trúc sư phải có tầm nhìn rộng, óc sáng tạo và nhiều kinh nghiệm. Với những phòng bếp có hình vuông hay chữ nhật thì lựa chọn những chiếc bàn ăn có hình dạng như trên là lựa chọn phù hợp nhất. Không gian bếp đầy đủ tiện nghi, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình anh Thái. Bộ bàn ghế ăn được thiết kế với những đường nét đơn giản, hình dáng uyển chuyển cùng với những gam màu cơ bản đầy tính hiện đại, trẻ trung bàn ăn được sử dụng vật liệu đá bóng với những vân ba để sáng bóng vừa dễ dàng vệ sinh sau bữa ăn vừa có vẻ đẹp mới lại. Cùng với nó là bộ sáu ghế sử dụng vật liệu gỗ tối màu tương phản với nền nhà làm nổi bật lên vẻ đẹp của bộ bàn ăn. Tông màu xám và trắng là hai tông chủ đạo của hệ thống tủ bếp, không những có tác dụng làm sáng sủa căn bếp mà còn tạo cảm giác sạch sẽ và đẹp mắt. Đây cũng là hai gam màu hiện đại và không bị lỗi thời theo thời gian. Bàn bếp được sử dụng đá sáng bóng giúp việc lau dọn sau khi nấu nướng trở nên dễ dàng đảm bảo không gian bếp luôn luôn sáng bóng. Không gian bếp nhà anh Thái được thiết kế kết hợp không gian xanh đầy ấn tượng độc đáo. Các cây xanh, chậu cây nhỏ được thêm vào không gian phòng bếp không những tạo không gian xanh mà còn giúp thanh lọc không khí trong nhà. Cùng với đó, anh Thái có để một cửa sổ lớn tại phòng bếp vừa giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên vừa giúp cho không gian bếp thêm thông thoáng, thoát nhanh mùi ám của thức ăn. Ngoài ra hệ thống đèn chiếu sáng được thiết kế sang trọng cùng với chùm đèn tròn được treo ở chính giữa phòng bếp và bàn ăn tạo điểm nhấn phong cách cho căn phòng hệ thống trần phòng bếp và ăn được làm bằng thạch cao vơi gam màu trắng sáng nhẹ nhàng tinh tế tương phản ánh sáng cho căn phòng thêm hài hòa sáng sủa hơn tất cả đồ đạc đều được sắp xếp khoa học tỉ mỉ chu đáo càng tô lên vẻ đẹp nội thất cho phòng bếp hơn nữa cũng cho thấy sự tỉ mỉ chu đáo của dạ chủ đối với từng chi tiết trong ngôi nhà có thể nói đây là một mẫu nội thất hoàn hảo tinh tế và đầy sang trọng mà các kiến trúc sư dày công tạo ra cho gia đình anh thái